Xin chào cả nhà. Chào anh em đã đến với kênh của Vũ Tô Văn Vũ vào một buổi sáng sớm. Tiết trời còn rất là âm u. Và mình lại tiếp tục đi rừng để thăm những cái bẫy của mình. Sau 2 ngày không đi thăm nhá anh em nhé. Và hiện giờ là mình đang ở gần cái khu bẫy rồi. Và còn vào một đoạn nữa là đến những cái bẫy của mình. Và mình mời anh em cùng mình để trải nghiệm rừng và thăm những cái bẫy nhé. Trước mặt mình là một cái bẫy hôm trước đã dính một em chó của người dân. Họ đi đuổi sóc, đuổi xiếc và dính ngay ở đây. Và mình đã gỡ để con chó nó đi về nhé. Và giờ mình đã không đặt ở đây nữa và mình di chuyển vào bên trong nữa rồi anh em ạ. Mình di chuyển cái bẫy vào bên trong. Đây, cái hố bẫy cũ là ở đây nhé. Và mình đã di chuyển nó vào bên trong kia. Và giờ mình sẽ tiến hành đi thăm. Không biết là sau 2 ngày có dính được em gì hay không thì mình cũng chưa biết được. Cũng một thời gian rất là dài rồi và không dính được em thú to nào, chỉ toàn là những em chim rất là chán nản. Trước mặt mình là một cái bẫy đầu tiên. Cái bẫy đã không có kết quả và một cái ngay ở bên dưới này. Cái khu bẫy này chính là cái khu bẫy mà hôm trước dính được một em chồn bạc má khá là to. Cái bẫy của mình ngay ở đây nhá anh em nhé. Cái bẫy đây, móm này anh em ạ. Và mình di chuyển tiếp lên đến cái bẫy mà hôm trước dính em bạc má kia nhé. Cái bẫy dính em chồn bạc má kia. Cái bẫy ở đấy nha anh em nhé. Và không 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 bật rồi. Và mình xuống bên dưới này thăm hai cái nữa ngay ở bên dưới này thôi. Cái chỗ mà chồn bạc má ủi rất là nhiều. Nhưng mà từ cái đợt là vào được một em kia thì cũng không thấy có dấu vết nữa. Chắc là chỉ mối một em kia thôi. Đây là một cái bẫy nhá. Cũng móm này anh em ạ. Hình như cái bẫy mình đã bật anh em ạ. Trên kia. Wow, tuyệt vời. Đã có hàng, đã có hàng, đã có hàng. Không biết là con gì. À hàng, hàng. Hàng ấy rồi anh em ạ. Hàng mèo rồi. Tuyệt vời rồi. Kia. Nhưng mà em này nhỏ thôi nhá anh em nhé. Em này nhỏ thôi. Đấy, tuyệt vời rồi anh em ạ. Hình như cái chân nó sắp đứt rồi hay sao ấy anh em ạ. Đây. Cận cảnh cho anh em xem. Tuyệt vời. Nhỏ thôi. Tầm 2 cân. Tuyệt vời nha anh em nhé.
Và giờ mình sẽ tiến hành bắt thôi. Cái chân nó sắp đứt rồi anh em ạ. Và mình sẽ tiến hành vào bắt nhá. Không để lâu là cái chân nó bị đứt đây anh em ạ. Đây là đá ổn nha anh em nhé, nó đá vào bao rồi. Nó thương rất là nặng rồi anh em ạ, vào rất là cao. Thương rất là cao anh em ạ, gần gầy chưa, gần cụt rồi. Cái bẫy khá là cứng, tay bóp không được nha anh em nhé. Nó phá cái dây nát hết này, may mà cái dây mình còn mới, không thì dây cú là bị đứt rồi. Đây, cái dây cáp của mình bị nát hết này. Nếu mà vào em nữa là sẽ bị đứt đấy. Mình sẽ cởi cái dây để nó dài ra để mình sẽ đặt xuống đất để mình giẫm cái bẫy mới được. Còn tay bóp thì không được rồi. Rất là may mắn rồi anh em ạ. Ok rồi. Hàng đã vào bao. Vậy là hàng đã vào bao và mình sẽ tạm dừng để mình gài cái bẫy nhá anh em nhé. Đây, cái bẫy của mình đây, cái bẫy nhỏ thôi nhưng mà cái bẫy này còn mới anh em ạ. Mình cũng vừa mua. Vì vậy là rất là cứng. Vậy là mình đã gài lại xong cái bẫy nhá. Và tiến hành đi thăm một số cái bẫy ở bên trên nữa. Cũng tuyệt vời rồi anh em ạ.
Dính được em cáo mèo là tuyệt vời rồi. Và mình sẽ lên trên thăm mấy cái bẫy cạm và bẫy dây ở trên kia nữa. Hình như bẫy mình lại tiếp tục vào rồi anh em ạ. Lại một em cá mèo nữa, em này nhỏ thôi. Vậy là hai em liên tục anh em ạ. Đây. Lại tiếp tục một em nữa nhá. Hai em. Không phải cắt ghép gì cả nhá. Em này vẫn ở trong bao này. Và lại tiếp tục một em nữa. Đây. Tuyệt vời. Hình như một đôi anh em ạ. Cũng nhỏ thôi. Quá tuyệt vời luôn anh em ạ. Cận cảnh luôn nha anh em nhé. Và mình sẽ tạm dừng để mình chuẩn bị bao biếc. Em này bé tẹo thôi anh em ạ. Đó vào bao. Nó cắn anh em ạ. Lần đầu tiên đi thăm bẫy dính được hai em cá mèo liên tục nha anh em nhé. Quả là một ngày quá là may mắn đến với mình rồi. Em này chỉ hơn cân thôi. Em này rất là bé tẹo. Đá vào bao. Rất là may mắn anh em ạ. Tuyệt vời rồi. Không có ngày nào tuyệt vời hơn ngày hôm nay. Và mình sẽ đi kiếm cái dây về để buộc nha anh em nhé. Kia, một em nằm ở đây nhá. Và một em thứ hai ở đây. Mình sẽ tạm dừng để mình xuống bên dưới kia tìm cái dây về buộc cái miệng bao mới được. Và mình đã tiếp tục gài lại xong cái bẫy nhé. Và tiếp tục lên bên trên để thăm 3-4 cái bẫy nữa. Hàng của mình đây, hai bao. May mình còn lấy hai cái bao đi nhé. Không biết là lên bên trên có còn dính được em gì nữa hay không. Thì nếu mà dính thì không có bao để đựng rồi. Đây, đây là cái bẫy dây. Cái bẫy dây của mình. Móm nhé. Đây một cái bẫy cạm nữa nhá anh em nhé. Móm rồi. Cái bẫy này. Hôm trước là mình đặt cái bẫy dây. Và đã dính được một em chồn nào đó và nó làm nát hết cái khu vực này. Xong là bị đứt dây. Sống đi. Đây, nó cắt cái dây ra đây này. Và mình mới lại đặt cái bẫy cạm xuống. Nhưng mà muộn rồi anh em ạ. Đáng nhớ là đặt cái bẫy cạm từ đầu thì ăn rồi. Hai cái bẫy cạm trên này nhé. Không bật rồi anh em ạ. Đây, một cái ở đây. Và một cái bên trong kia cũng không bật rồi. Và mình cũng không vào nữa. Và xuống bên dưới thăm hai cái bẫy cạm nữa là kết thúc chuyến thăm bẫy của mình ngày hôm nay nhé.
hai cái bẫy cạm kiềng nữa, một cái bẫy dây phanh. Đấy là hết rồi. Đây là cái bẫy cạm nhé, móm rồi anh em ạ. Và đây một cái nữa. Đấy, móm rồi. Và ở bên ngoài này là một cái bẫy dây. Vậy là đã kết thúc chuyến thăm bẫy của mình ngày hôm nay rồi anh em ạ. Kết quả là dính được hai em cáo mèo, rất là tuyệt vời. Và là một ngày may mắn đến với mình rồi. Thôi, và mình sẽ kết thúc chuyến thăm bẫy của mình ngày hôm nay ở đây. Chào anh em. Anh em xem thấy hay thì nhớ đăng ký ủng hộ mình để có thêm động lực đi rừng hơn. Chào anh em.